Chúc mọi người tính chiến thắng sẽ là chú ngọc có chiếc mỏ trở vào vật đích đầu tiên mới là được tính chiến thắng thứ vị. Và ở vật đích thì chúng em sẽ có bố trí công nghệ ba, và đây là công nghệ ba chế và cơ mà ở sản phẩm quý đầu tiên thưa quý vị. Và sẽ có smartphone ghi lại thành tích của các vận động viên để là vòng chung kết. Các vận động viên của chúng ta cùng chạy song song về đích mà chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nếu đứng vào vị trí này thưa quý vị, cho nên quý vị là cần phải sử dụng một con số mấy có một không? Là số 4. Còn quyết định thắng thua thì tùy thuộc vào các chú học của chúng ta thưa quý vị. Với cái này có nghĩa là gì ạ? Như vậy có nghĩa là các chú học sẽ dùng lực của mình để thi đấu. Có thể là lực gần, lực đảo hoặc là lực của các chú học như là đẩy thuyền, đèn lưng. Nếu cánh nhau, có cho con trên tiểu đua có giấy hộ. Sử dụng chính thức của mình là bay thưa quý vị. Chúng ta chỉ sống tham tất cho bọn mình. Bay chân khu vực trùng vô thưa quý vị. Nó không nó không đua mà nó bay rồi sao ta? Con nào khôn nó bay tới nơi luôn. Hello everyone, today we will send you the new race in the world. You can choose one of 7 this year and buy a ticket to watch lucky. 30,000 for one ticket and one use. If you win, you will receive a gift. A mobile pension. The views that we check the previous life first will be the winner. Do you understand? Thank you, Sherman. Okay, the new race in Goose Tunnel. Go. Số 4 hết chưa? Đồ, nhanh. Chết. Đồ, số 1 đồ bay luôn. Ê, số 4. Ồ, rồi. Số 2.